Bây giờ mình giới thiệu với các bạn là 5 mô hình hội chợ. Các bạn thấy không ạ? Mô hình thứ nhất là Expo. Expo là người ta hướng đến cái khách hàng quốc tế. Tuy nhiên nó khác với World Expo, các bạn thấy dưới là cái chữ World Expo. Nó khác ở chỗ nào ạ? Cái Expo này là ở trong nước chúng ta tổ chức. Ví dụ là Việt Nam chúng ta là người tự tổ chức cái Expo này và chúng ta hướng đến khách hàng quốc tế. Chúng ta và thường thường khách hàng quốc tế nó nằm ở cái giới hạn là khoảng 10 nước. 15 nước. Tại cái năng lực tổ chức nó thường thường là nó theo khu vực. Ở khu vực Đông Nam Á hoặc là thỉnh thoảng chúng ta mời một vài cái này ở các khu vực khác. Tuy nhiên cái quy mô nó là không bằng thằng World Expo này. World Expo này nó rất là lớn các bạn, nó toàn thế giới luôn. Mà hàng năm á, thì thường thường là cái World Expo này chỉ có mấy quốc gia nó đủ năng lực nó tổ chức thôi. Tại vì nó liên hệ với liên quan tới cơ sở hạ tầng, giao thông, vận tải, đường xá, đủ thứ đó. Các bạn cứ là mình đã từng tham gia một cái World Expo mà ở Singapore rồi. Các bạn cứ là ở Singapore cái khu hội chợ triển lãm nó lớn không thể tưởng được. Các bạn đi bộ hết các cái khu đó không là các bạn xỉu. Và cái khách hàng mà về các bạn biết làm sao, như ở Việt Nam chúng ta mình thấy không có cái nơi nào mà đủ tổ chức. Tại vì chúng ta di chuyển bằng xe con thì cái bãi xe con nào mà đậu đủ được. Ở kia là các bạn biết là máy bay họ đáp xuống rồi tàu điện ngầm nó chở có bò một cái đến quay bò, và các bạn biết mấy chục ngàn người mà nó đến một thời điểm các bạn đó, nó lớn kinh khủng lắm. Rồi chưa nói là doanh nghiệp họ tham gia đó thì họ chở hàng hóa về, họ trưng bày mà cái logistics gọi là cái logistics nó lớn lắm. Nên là cái năng lực tổ chức quốc Expo này là ở trên thế giới này chỉ có vài quốc gia thôi, họ mới có đủ năng lực để họ làm cái việc này thôi. Thường thường là cái mô hình Expo thì hầu như là nước nào cũng có, nhưng mà quốc Expo chỉ có vài quốc gia thôi, tại vì nó đi liền hàng loạt những cái yếu tố lớn. Tuy nhiên chúng ta là doanh nghiệp, chúng ta là tham gia, là người tham gia thì chúng ta sẽ chọn tùy cái mô hình nào mà chúng ta chọn. Mình nghĩ nếu các bạn muốn tìm các đơn hàng quốc tế thì mình khuyên các bạn là nên tham gia Expo nhất hàng năm. Theo dõi ở Việt Nam chúng ta nó có những thực sự là các bạn mình cũng nói sơ chỗ này để các bạn biết là tất cả các doanh nghiệp tổ chức hội chợ này họ phải xin phép hết các bạn, và các bạn chỉ cần lên mạng ở trung ương thì nó có là trung tâm xúc tiến thương mại của cục xúc tiến thương mại. Các bạn lên nó sợ thì trong web nó ghi hết cái doanh nghiệp nào, tại vì muốn tổ chức thương mại doanh nghiệp họ xin trước cả năm các bạn, bèo lắm cũng phải là 3 đến 6 tháng nữa là các bạn lên đó là nó có hết. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh này nè, ở các tỉnh thì các bạn lên cái sở thương mại là nó có hết, hoặc là trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư của các tỉnh, các bạn gọi điện thoại đó là hầu như là nó có hết. Nếu mà các bạn tham gia hội chợ nhiều thì các bạn lên trên mạng các bạn search cái từ là công ty tổ chức hội chợ thì các bạn sẽ có danh sách công khai cho công ty tổ chức hội chợ. Các bạn gửi mail cho họ, các bạn nói rằng là tôi muốn tham gia hội chợ thì năm nay cái kế hoạch anh hội chợ anh tổ chức ở tỉnh nào, anh đi đâu nào, thì họ sẽ gửi cho bạn nguyên cái list cả năm, tại vì công ty nào họ cũng có cái plan cả năm rồi. Nên là cái này nó cũng khá dễ. Cái dạng thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn đó là roadshow. Cái mô hình roadshow này nó rất là hay, là ở Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng họ cũng tổ chức cái mô hình này, nghĩa là tuần này chúng ta tổ chức ở cái khu vực hội chợ này thì tuần sau họ tổ chức ở cái khu vực khác, tuần nào họ tổ chức ở một cái khu vực khác nữa ở nước Mỹ, là người ta dùng cái mô hình này nhiều nhất. Mỗi tuần là một thành phố, mỗi tuần là, và các bạn đi theo một cái chuỗi đó của cái nhà tổ chức đó, và các bạn đi liên thông luôn, các bạn sẽ có được cái khách hàng. Festival là cái mô hình là lễ hội, cái đó là dạng mô hình lễ hội ở Việt Nam các bạn thấy không? Festival Huế, Festival Đà Lạt, Festival Đồng bằng sông Cửu Long, đây là những cái mô hình mà lễ hội kết hợp với hội chợ. Các bạn nhìn coi, nghĩa là chúng ta thông qua các cái lễ hội này để chúng ta tổ chức hội chợ luôn, chúng ta triển lãm thành tích thành tựu của cái tỉnh đó, của một cái khu vực đó, và chúng ta có được cái khách hàng, chúng ta tìm đại lý, chúng ta ký kết luôn. Cái mô hình thứ năm, các bạn thấy chữ fair và cái dạng này là hội chợ cộng với triển lãm, tức là họ triển lãm xong mà họ cộng với cái hội chợ luôn, thì họ triển lãm thành tích, triển lãm chuyên về cái ngành đó, triển lãm những cái thành tựu, ok mà cộng với cái dạng thứ năm này là người ta gọi là cái dạng là một cái mô hình mà mở rộng của mô hình hội chợ thôi, nó là dạng mô hình hội chợ. Tùy theo lĩnh vực của các bạn và các bạn phải tham gia vào cái lĩnh vực nào.
Ok, chính các bạn là doanh nghiệp, các bạn phải nắm rõ năm cái mô hình hội chợ này để chúng ta tùy theo cái kinh phí, tùy theo ngân sách, tùy theo điều kiện lĩnh vực ngành nghề của chúng ta mà chúng ta có thể tham gia vào cái hội chợ nào để cho nó thích hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.